nay đi lắp một cái dàn karaoke ở Bà Rịa Vũng Tàu nha mọi người. Nhà của khách nguyên cái hồ cá này, rất là nhiều cá to bự. Năm nay đừng vì anh vui mong xuân bằng những lời em gái biến thông. Đây là cái ổ hết bình luôn, hết con heo luôn, hết nè, hết heo này là heo luôn, tao nằm ngủ với heo luôn. Đây là chưa mà thấy được cho thấy được quả cùng hết con heo đó là bạn nhiều thành con heo luôn. Những tiếng bình đồng thơ mai xin nhận bên như bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để em giới thiệu cho mọi người bộ dàn gồm những sản phẩm nào nha. Trước tiên thì mình sẽ đĩa qua một mớ đồ chơi của khách nè. Đó, hấp dẫn cho mọi người. Một chai sẽ là con cọp bên trái và bên phải sẽ là con rắn ha mọi người. Thì anh Sơn chủ nhà có chia sẻ với em là uống cái rượu này vô nè, hát karaoke nó mới hay, nó mới đầy cảm xúc. Còn bên trên cùng là thảo dược nha mọi người. Thảo dược nó quý hiếm lắm á, nó hấp dẫn lắm. Cái phòng của khách là khá rộng nha mọi người, hơn 36 m². Và mặt trước là cửa chính là khách mở rộng ra luôn, ngồi trước chơi. Thì nền gạch sẽ là nền gạch đá rất là bóng, cũng như tường là cái dạng tường gạch men á mọi người. Bộ dàn sẽ là sự kết hợp giữa loa full RCF và sub sẽ là FPT. Loa full được sử dụng sẽ là model NX910A, tức là loa ACTI. Maximum độ lớn sẽ là 130 dB. Loa ACTI có nghĩa là loa liền công suất bên trong của mọi người, nó có DSP. Thì đơn giản vậy thôi. Thì đừng có thấy em nhỏ nhỏ mà xem thường ha mọi người. Em này tiếng rất là lớn. Micro em đang sử dụng là Rilakkas UR222D. Vang số sẽ là DBS 800. Cũng như sub sẽ là FPT Supply 115SA Bass 40 sub ACTI nha mọi người. Thì trong cái bộ dàn này á, sub FPT cũng như là loa full RCF được sản xuất tại Ý. Anh Sơn chủ nhà anh có yêu cầu là trang bị một cái bộ dàn karaoke sao cho tất cả mọi người đều có thể hát được. Do đó thì bên em giới thiệu cho khách một cái bộ micro cũng như vang số rất là dễ hát, dễ chịu, dễ chơi như mọi người thấy trên video. Còn thời gian sắp tới thì anh sẽ trang bị thêm một cái bộ dàn nữa sử dụng mixer để trải nghiệm cho nó đã ha mọi người ha. Rồi bây giờ em sẽ lên nhạc và mời mọi người cùng nghe. Rất là đã nha mọi người, rất là phê luôn. Bây giờ đừng cho nhựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ đừng cho nhựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng chọn nơi này yêu anh mãi. Ngóng theo đường vắng.
vắng khuya hỏi còn ai cô đi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiền gác canh dài e ấp đôi đời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được vào tay chính nàng. Giờ